Video này thì mình muốn làm để tuyển dụng các giám đốc khối, giám đốc kinh doanh cho Trung Thực Land. Với cái thời kỳ chu kỳ bất động sản mới như hiện tại thì bên Trung Thực Land cần rất là nhiều những anh em giám đốc trưởng phòng và sale để về đầu quân và cùng chiến đấu với mình. Mình sẽ nói qua một số cái về cái cơ chế cho giám đốc. Cái giám đốc của bên mình thì có cơ chế lương cứng này, cơ chế phần trăm hoa hồng. Bên mình thì về cái cơ chế thì chắc là nó cao hơn. Mình nghĩ là nó sẽ cao hơn đấy ạ. Cái quan trọng nhất là mình hỗ trợ được gì cho các bạn để các bạn phát triển bản thân. Thì khi mà về làm giám đốc khối hoặc là giám đốc kinh doanh của Trung Thực Land ấy, thì thứ nhất là mình đang hỗ trợ các bạn tuyển quân đã. Mình luôn luôn là gì ạ, có nguồn data để tuyển quân cho các bạn. Tất nhiên là anh em cũng chủ động công việc nha, đừng bị phụ thuộc vào mình. Cái thứ hai là hỗ trợ data khách hàng. Thì mỗi một giám đốc khối của bên mình thì mình đều đưa một kênh truyền thông, và những cái kênh truyền thông đấy của mình thì cái lượng khách hàng là cũng tương đối ổn để có cái nguồn doanh thu cho anh em. Thứ ba nữa đó là mình có thể collab, mình có thể hỗ trợ anh em để phát triển trở thành một cái nhân hiệu sau này. Và cái nhân hiệu đấy các bạn thật sự luôn nó đáng giá cả triệu đô đấy. Cái thứ tư là cái gì ạ? Đó là được va chạm với cả rất nhiều cái khác ở thị trường bất động sản. Ví dụ như các bạn làm giám đốc khối ở bên khác thì các bạn chỉ biết bán hàng thôi. Các bạn không biết được là cái việc là các bạn làm dự án như thế nào. Tức là bên mình là có cả là chủ đầu tư, có cả là bán hàng cho các chủ đầu tư khác. Thế nên là các bạn sẽ được va chạm rất nhiều đầu việc. Và từ đấy thì các bạn có quá nhiều cái kinh nghiệm hơn người. Cái đấy là cái giá trị bản thân mà không phải ở đâu cũng có đâu. Nó sẽ là khẳng định cho các bạn một cái khác người, cái vị thế nó khác khi mà chúng ta đi ngoại giao. Và tất nhiên Trung Thực Land là một đơn vị mới khởi nghiệp thôi. Tập trung phân khúc thì chủ yếu là đất nền dự án. Và những cái phân khúc này thì mình nghĩ là sau này nó sẽ rất là hot. Thậm chí là không có hàng bán. Nhưng bên Trung Thực Land thì chưa bao giờ là không có hàng bán cả. Chỉ là gì ạ? Thiếu anh em về bán thôi. Và đợt này thì mình phát triển ra một loạt các thị trường khác nhau nữa. Ví dụ như là Nghệ An, ví dụ như là Hà Tĩnh, ví dụ như là Phú Thọ, Hà Nam, vân vân. Và mỗi thị trường thì bên mình cũng có những dự án khác nhau. Thế nên là gì ạ? Với cái số lượng quân số như hiện tại thì chưa đáp ứng được. Rất muốn anh em mình về cùng gây dựng, và nếu anh em ổn thì anh em có thể là gắn bó lâu dài. Trung Thực Land là một môi trường mở. Bản thân mình thì mình không muốn liên quan nhiều đến bán hàng, và mình chỉ muốn tập trung duy nhất đó là gì ạ? Là phát triển dự án, phát triển sản phẩm thôi. Và cái chuỗi sản phẩm của Trung Thực Land cũng tương đối là dễ bán, từ vài trăm triệu cho đến vài tỷ. Tức là cái tệp khách nào cũng có thể mua hàng của Trung Thực Land được. Đấy là lý do mà giữa cái thời điểm nó khó khăn này thì cái lượng giao dịch của Trung Thực Land cũng tương đối là ổn và anh em có cái nguồn thu nhập ổn định. Mình cũng đi khảo sát rất là nhiều rồi. Thì mình thấy là như thế này, các bạn đang rất khó sống ở vì nghề, nhưng ở bên Trung Thực Land thì hoàn toàn khác các bạn nhé. Và nó khác như thế nào thì các bạn có thể tìm hiểu. Tất nhiên là nếu mà các giám đốc khối ứng tuyển thì các bạn sẽ inbox trực tiếp vào kênh và bản thân mình sẽ là người trực tiếp gặp và phỏng vấn các bạn. Còn lại các bạn sale thì sẽ có giám đốc dự án rồi phó tổng giám đốc các thứ bên mình phỏng vấn các bạn nhé. Rất mong và rất welcome các bạn trở thành một thành viên của Trung Thực Land.